biết sau cùng tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta, tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn bên đồi, hòn đá rơi xuống cành mai, dùng cánh loa mai gầy chim chóc hót tiếng qua đời, người ôm lấy muôn loài đầm trong tiếng bi ai, người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai. Mệt quá thân ta này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời, kìa con biết bao người dìu dắt tới quanh đây, kìa con biết bao người dìu dắt. Con sông là con trọ và trăng tên lãng du. Em đi qua chuyến đò nhắc thấy trăng còn trẻ. Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già. Em đi qua chuyến đò nhắc trăng nay đã già. Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi nhớ chóng về. Em đi qua chuyến đò à, vui như ngày hồi. Tôi xin lạc quan đời buồn chân em ghé trời. Em đi qua chốn này ôi à, sao em đành vội, sao em đành vội. Tôi xin lạc đá cuội vào lăn theo gót hai. Không có em em này không có cái chuyện đầu tiên, và con sống đâu bao giờ đâu có cái chết sau cùng, tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn bên đồi, hòn đá rơi xuống cánh mai, dùng cánh hoa mai gầy chim chóc hót trăng qua đời. Dễ thương. Trời ơi, cái gì mà bình thản hát dễ sợ vậy đó. Từ đầu cho tới bây giờ, tuần thứ 5 rồi, tụi con thân mến, mỗi cặp đôi có một cái chiến thuật và một thế mạnh hoàn toàn khác nhau luôn. Và tuần này, với sự thay đổi dòng nhạc mới mẻ hơn, tiết tấu hơn, không biết là chú Long Nhật cảm xúc như thế nào ạ? Xin mời chú. Chú nghĩ không riêng gì chú Long Nhật, mà kể cả cô Đoan Trang và chú Nam Cường, là hai cái tạo dài của hai chàng trai quá sức là thư sinh và dễ thương như thế này. Dạ. Yeah. Hai gương mặt sáng bừng, phía sau là ù rơm, rồi trên màn hình là cảnh quê hương, dòng sông, con đò, biển nước. Đẹp lắm. Và cái tuần này chú khen ngợi là rất là tiến bộ luôn. Cả con hát, làm chủ sân khấu, làm chủ cuộc hơi. Và một người bè trầm, một người bè cao hát, lính cao tới nơi xuống nơi, cao đồ trường đồ đã đẹp hết. Và rất là rõ chữ luôn. Và con truyền tải được hết tất cả hai cái bài hát rất nổi tiếng của cổ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chú cho điểm cao lắm á. Cảm ơn chú. Chứ gì mà chú được bật mí số điểm cao lắm rồi đó. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Dễ thương quá đi. Đúng là một lời khen cho biên tập. Chọn bài cho tụi con rất là đáng yêu, vừa phù hợp với tụi con mà vừa mang lại một cái màu sắc rất là mới cho cặp đôi này. Và đồng thời làm cho tất cả mọi người gợi nhớ là những cái tác phẩm rất là hay, rất là đẹp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngẫu nhiên là cái bài hát đầu tiên ngày xưa, chắc mọi người không biết cái thời cô Đoan Trang hát song ca đâu. Thời sinh viên là cô Đoan Trang chuyên môn hát song ca với cô MC Quỳnh Giang. Bài này chỉ cần bè quảng ba đi vô là đẹp ơi là đẹp. Và hôm nay hai đứa con cũng vậy, rất là từ tốn, rất là bình thản, thể hiện hết cái
cái vẻ đẹp của chất giọng của mình, đồng thời có bè, và đặc biệt cô rất là thích cái phần phối khúc cuối, phần đuổi, đoạn đuổi á. Đúng rồi, cái lúc mà giọng nam cao của Thái Hà đó thì như tiếng chuông ngân, là hát cái câu cao của cái bài Biết Đâu Nguồn Cội, còn giọng của con á thì cứ hòn đá lăn bên đồi, hòn đá lăn bên đồi, hòn đá còn trẻ cành mai, dùng cánh sông đầu mai gầy kia, chim trong hót trăng qua đời. Rất là hay cái chỗ đó, là hai đứa con giữ coi như là hồn ai nấy giữ đó. Hát song ca là phải hồn ai nấy giữ, cho nên cái đoạn đó vô cùng là hiệu quả. Rồi thêm cái âm nhạc của bài này phối cũng rất là hay, tiếng kèn này kia rất là sang. Cảm ơn hai đứa con vì một tiết mục rất là đẹp. Quang mày nói thế, mày nói thế về chỗ là trang, mày nói thế về là cái nhịp á. Đúng rồi. Cái staccato, cái nhịp, cái phần nhịp quá hay luôn. Và cái đoạn khi tụi con chuyển qua đoạn cái đoạn Biết Đâu Nguồn Cội bên Ngọc Nhiên xong một lát, hai đứa đội qua vậy mà đội qua đứa này hát đoàn của em này, con này là hát đoàn của con kia, nhưng mà lại là không chinh không phô, không mẹ một dép nào cả. Vô tay thêm một trận nữa đi quý vị. Thêm một trận nữa hả? Thêm một trận nữa, bây giờ là không biết là có phải là trận khen nữa hay không mà xin mời anh Nam Cường. Chú có lời khen dành cho hai con với tiết mục này, nghe rất là thoải mái, nghe rất là dễ chịu luôn. Mình đang thưởng thức chứ không phải là đang ngồi giống như là xăm soi các bạn thi như thế nào chị ha. Rất là thưởng thức với tụi con. Có một cái khiến chú bất ngờ là với Thái Hà, chú đã biết con trước đó là một cậu bé hát rất là trầm buồn, lúc nào cũng mang một nỗi buồn mang mát. Và ngày hôm nay con hoàn toàn khác luôn. Khác đây không phải là con cười, con không hề cười miếng nào hết, nhưng mà cái hát khác ở trong cái cách hát của con, nó có độ sáng hơn, nó chắc hơn và nảy hơn so với con của hình ảnh ngày trước, khiến chú vô cùng ngạc nhiên. Và Tấn Bảo nữa, hai bạn hợp lại với nhau cảm thấy nó hòa quyện nhau lắm. Cái việc mà hai bài hát này mashup lại với nhau và hát chồng lên nhau như thế, nó không còn là cái việc lạ nữa so với âm nhạc trong khoảng thời gian gần đây. Những cái bài hát mà có những cái hòa thanh gần giống nhau, mọi người hay làm cái việc đó để tạo cái sự mới mẻ. Nhưng mà để hát cũng không phải là đơn giản, bắt buộc các bạn cần phải chắc nhịp, và giống như cô Đoan Trang mới chia sẻ đó, là cần phải hồn ai nấy giữ. Còn mà lạc hồn một cái là hát lộn liền, nhá. Cho nên ngày hôm nay tụi con đã làm được rất là nhiều ở trong cái bài hát này, ngay cả bè phối rất là hòa quyện với nhau. Và đây là một tiết mục mà chú cũng rất là thích. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Ban giám khảo khen quá nhiều rồi, nhưng mà chú Minh Sù tin tất cả quý vị khán giả ở đây cũng rất là đồng tình cái quan điểm này, bởi vì là nghe rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Chúc mừng tụi con một lần nữa, và hy vọng rằng là những tuần tiếp theo tụi con sẽ có những cái sự thay đổi và lột xác nhiều hơn để chinh phục ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả nhé. Một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà với tiết mục này. Cô bay,
thương cánh cò. Tiếng đàn tôi tính tang tang tính Phải nói là tiết mục này rất là đẹp trên sân khấu đúng không ạ? Đẹp thứ nhất ở đây là cảnh trí, thứ hai là tụi con với hai tạo dài. Đây là chữ mẹ, bên này là chữ hiếu. Không biết là cảm xúc của anh Long Nhật như thế nào ạ? Tròn cả con mở màn cho cái buổi tối hôm nay là một cái điều rất là chính xác luôn. Thải Hà, chú ngồi ở đây chú ngắm nhìn lên, chú thấy con nhỏ xíu mà đáng yêu vô cùng. Nhưng mà con rất là chững chạc, con bước từ trên cái bục xuống, con đi đứng đàng hoàng chững chạc và giọng đẹp quá trời. Trong sáng mượt mà cái trường đồ cao độ của con là chính xác và con hát rõ rõ từng lời. Bên cạnh đó là Tấn Bảo, con có cái quảng trầm đẹp quá và hỗ trợ cho nhau cái phần bè và phần đuổi, cái phần vô can nữa, cái phần kết rất là hay luôn. Chú không biết nói gì hơn, chú rất là xúc động và chú rất là chú tan chảy bởi vì trên hai cái tà và chữ mẹ và chữ hiếu. Mẹ là tuổi thơ, mẹ là quê hương, mẹ là tất cả những gì mà chúng ta đem theo cả cái cuộc đời này, bởi vì quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Cảm ơn hai con. Xin được cảm ơn giám khảo Long Nhật rất nhiều. Và có thể nói là hai bạn nhỏ này như hai chàng hoàng tử bé đúng không ạ? Nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy chững chạc thông qua từng cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Qua cái phần trình diễn của tụi con, cô đánh giá được cái thế hệ mới thông minh quá. Tụi con chưa có được rèn giũa nhiều về kỹ năng, kỹ thuật âm nhạc, chưa được học tập nhiều về chuyên môn thanh nhạc. Nhưng mà tụi con nắm được cái cách hát, cái đó là cái điều phải nói là tựa trong cái máu của mình rồi, trong cái năng khiếu của các con rồi. Cho nên các con là những cái vốn rất là quý giá, các con tài năng thực sự. Xem các con hát á, cô quên đi phải phân tích cái gì ở các con, mà làm cho cô thấy được một cái tình yêu về quê hương, về đất nước, về cha mẹ. Cảm ơn cô ạ. Và tiếp tục ạ, xin mời giám khảo Huỳnh Lập. Nói về mà diễn viên Huỳnh Lập mà đi chấm ca nhạc thì nó hơi bị không có vô lắm. Hơi ngộ nghĩnh đúng không? Hơi ngộ nghĩnh nhẹ một chút xíu. Là bởi vì bản thân mình nó không có am hiểu quá nhiều về phần nhạc đâu. Cho nên là tất cả về chuyên môn là nhường cho hai anh chị đây hết. Bản thân chú chỉ nhìn về tổng quan về cái diễn xuất của tụi con thôi. Về cái thần thái của tụi con. Cái bài hát này là cái bài hát nó quá là phù hợp với cảm xúc của tụi con. Nó nói về cái tình cảm của cái người con dành cho những đấng sinh thành mà. Nó không có cần phải tưởng tượng, nó không có cần phải hóa thân nữa, nó chẳng cần diễn xuất gì cả. Tụi con cứ lấy đúng cái tấm chân tình của tụi con dành cho cha, dành cho mẹ, dành cho những người đã nuôi nấng mình, là tụi con sẽ thể hiện một cách trọn vẹn nhất cái ý nghĩa của bài hát này. Thấy Hà như vậy nè, cái giọng của con cao lắm, chú nghe tới đâu là chú nổi da gà tới đó. Nhưng mà con hơi bị nhìn lung tung. Lúc mà bạn của con hát á, con cầm cái micro mà con cứ gì nè, giống như là con hoang mang, con nhìn con cái, đi gì tìm á. Cái gì đó, con chú tìm cái gì á. Giá như mà mình tập trung hơn được một chút xíu thì cái phần trình diễn của con sẽ hoàn hảo nhất có thể. Bạn Tấn Bảo thì có vẻ bình tĩnh hơn, kiểm soát được cái cảm xúc, cái gương mặt của mình. Cảm ơn hai tụi con rất là nhiều, bài hát rất là hay. Dạ. Giờ hỏi luôn, hôm nay có hồi hộp không con Thái Hà? Dạ không á. Không đúng không? Tấn Bảo cũng vậy đúng không? Đi tìm đồ ăn đó. Dạ hả? Chắc đói lắm đúng dạ, không con? Cò buổi tối đi tìm đồ ăn vậy thôi. Nhưng mà thực sự phải nói là cá nhân chú Minh Sù thấy là hơi tiếc tí xíu ở cái phần kết. Có nghĩa là mình... Ủa sao hết rồi ta? Hơi hận. Nhưng mà đây cũng có thể là một chiến thuật. Nếu như các bạn muốn nghe nữa, nếu như ban giám khảo muốn xem nữa, thì ban giám khảo phải giữ cặp đôi này lại. Bởi vì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định cặp đôi thấp điểm nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Nhưng ngày hôm nay
Các con thân mến, mở màn quá tuyệt vời, một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Con ơi, thiệt sự các con làm cho các cô chú ở đây, tất cả quý vị khán giả mơ tới Đà Lạt dễ sợ. Có rất là nhiều những cái không gian đẹp chị Ốc hả? Tự nhiên các em nhớ tới sữa đậu nành nóng, rồi củ khoai lang nướng ấy. Chị thì nhớ đến những khu vườn hoa rất là đẹp, và gió nhẹ nhẹ, xe xe. Hay mình ngồi bên Hồ Xuân Hương đi, xong kêu hai anh này đứng kế bên hát cho mình nghe. Là tan chảy. Trời ơi, tê tái. Tâm hồn. Sao chị Ốc?
mình tưởng tượng đủ rồi, bây giờ mình quay trở lại với thực tại đây nè. Hai chàng trai ngày hôm nay nhỏ xíu à, vậy mà có thuyết phục được chị hay không thông qua cái liên khúc này ạ? Có cảm giác là các con lớn hơn rất là nhiều so với tuổi của mình, bởi vì cái sự điềm tĩnh đó. Tính Bảo có vẻ dạo này con cao hơn ha. Chắc lần nữa mà gặp lại chắc con bằng chú Minh Xù luôn á. Có thể luôn á chị. Còn bữa nay Thái Hà cũng cao lên nè, nhờ cái tóc lên đụng khúc luôn. Không phải chị ơi, bé biện minh dạ con mang giày độn. Không, con vẫn thấy là con cao lên, còn nói về giày độn hả? Chú Minh Xù độn nhiều hơn con. Chị Ốc mình tiếp tục được không chị? Dạ vâng, mời chị ạ. Với bài hát thì cô Ốc cũng không có nhiều về nhận xét hay là góp ý, là bởi vì từ đó tới giờ thì Tấn Bảo vẫn là một giọng ca rất là mượt mà và truyền cảm. Còn Thái Hà thì lúc nào ảnh cũng như vậy hết, cái giọng ảnh giống như là đĩa vậy đó. Dạ. Bật đĩa vậy chứ không phải là hát live. Nhưng mà chỉ có là ngày hôm nay các cô chú để ý một chút về âm thanh hả chú Đông Nhật ha? Tấn Bảo hôm nay con rất hay và con hát rất là tốt luôn. Nhưng mà Thái Hà đó thì chú thấy là tại vì chú biết con từ con hai đứa là đã từng đoạt quán quân về Á quân trong những cái cuộc thi khác, và chú theo dõi chú biết là cái lịch sử của hai đứa là lẫy lừng lắm. Nhưng mà hôm nay dường như cả con hát chưa hết phong độ của mình. Em cũng cảm giác như vậy. Hát chưa hết phong độ của mình. Có thể là tụi con tới sớm rồi chờ đợi từ trước đến giờ rồi sửa soạn. Nhất là Thái Hà, con hát không đúng phong độ của con. Nếu như con được nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt hơn thì con sẽ hay hơn nhiều nữa. Nhưng mà dù sao đây là một tiết mục mà làm cho chúng rất là xúc động. Cảm ơn hai con nhiều lắm ha. Dạ cảm ơn Long Nhật. Cho chú Minh Xù bình giật chút xíu. Dạ phải tưởng tượng Đà Lạt cho nó lạnh quá quéo. Giọng ca nó cũng quéo lại xíu nhẹ. Dạ. Cô Đăng Trang ơi, không biết là cô có chia sẻ điều gì ngay bây giờ không ạ? Xin mời cô. Cái bài Thương Về Miền Đất Lạnh á là một cái bài mà coi như hồi nhỏ là cô Đăng Trang có được đi Đà Lạt với ba mẹ một lần lúc nhỏ xíu à. Sau đó rất là nhiều năm không được đi Đà Lạt. Mãi tới khi mà đi hát là cái năm 2002-03 gì đó thì mới được làm cho một cái MV, thì làm cho cô cái bài Thương Về Miền Đất Lạnh, cho nên được quay trở lại Đà Lạt quay. Cho nên hồi nãy thấy tụi con hát bài đó cô thấy rất là xúc động. Nhớ tới Đà Lạt, nhớ tới bài hát đầu tiên của mình vân vân. Với cái bài của tụi con á, thì cô thấy nhẹ nhàng, đáng yêu, dễ thương. Nhưng cô chỉ nhắc Tấn Bảo á, con có một cái khuyết điểm nhỏ, cô mong là con sẽ sửa từ từ, chứ không thể nào sửa ngày một ngày hai được. Đó là cái phát âm của con, cái nhã chữ của con á, thoải mái cái hàm ra, còn con hơi bị nghiến vào bên trong á, thì như vậy rất là bị bất lợi cho những cái nốt cao. Mở đó con, mở ra. Ừ, mở mời thêm chị Ốc ra à. Dạ có sự hùng biện ở đây ạ. Dạ tại vì Tấn Bảo hồi đó là đội của cô Ốc với lại chú Dương Triệu Vũ mà à. Cho nên là Tấn Bảo là một cậu bé đến từ Hà Nội. Tấn Bảo là người Bắc mà con hát lại là dòng nhạc miền Nam. Thành ra là đôi chỗ đó cô Đoan Trang sẽ hơi có một chút cái khuôn hàm và cái phát âm nó sẽ không có được mềm mại như người miền Nam, nhưng thực sự cũng là một sự cố gắng. Nhưng mà không sao, mình chỉnh từ từ con ha. Cái đó là cái cách hát của con. Thì cái cách hát đó, nhưng ngày hôm nay là tập thứ tư của cặp đôi vàng nhí, cô được gặp con thì cô mong là khi ngày hôm nay áo hồng. Cô nói thì cô mong là con nhớ, để từ tuần này trở đi có thể biết đâu con khắc phục được cái đó nó sẽ chỉ tốt cho con thôi, để khi con hát á, cái cách hát của con nó thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn, con đỡ mệt hơn. Còn với Thái Hà thì có thể hôm nay con mệt hơn chút xíu thôi, nhưng với cô lúc nào giọng hát của con cũng như một cái tiếng chuông ngân hết á. Chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Lần này phải lên Đà Lạt cho nên hơi lạnh nhẹ đúng không? Cho nên là mọi thứ nó quéo lại nhẹ. Nhưng không sao cả tụi con thân mến. Có các cô chú ở đây sẽ giúp tụi con để ý nó chi tiết hơn, để mình có thể tập cho nó tốt hơn ở những vòng thi tiếp theo nhé. Và một lần nữa, một tràng hỗ tay xin được chúc mừng cho Tấn Bảo và Thái Hà. Đường xưa vắng điều hiu,
trong tôi nhớ. Buồn quá mưa đêm sầu riêng ai buồn ơi đến bao giờ. Mưa ơi mưa gieo sầu nhân thế mưa nhớ ai biết người xưa có còn nhớ hay quên riêng ta vẫn u hoài. Đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố nghe như tiếng nhạc sầu triền miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ chờ mong đến kiếp nào. Không lâu mưa từ đâu mưa về làm muôn lá hoa rơi ta tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh lá vàng rơi lìa cành gợi ta nỗi niềm riêng. Chiều vàng dần tàn lòng thương nhớ nào nguôi. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng bóng chiều vàng dần tàn lòng thương nhớ. Và Thái Hà. Trời ơi, nếu như tiết mục mở màn là hai cô công chúa thì đây hai chàng hoàng tử ngọt ngào như một cái cây kẹo chị đó. Con ơi Thái Hà, ốm nhôm ốm nhách mà hát ngọt như vậy, con đã biết là mình hát ngọt như vậy lâu chưa? Dạ chưa. Thì con đi hát từ lúc mấy tuổi nè? Dạ con đi hát lúc hè lớp 3. Lớp 3 là mấy tuổi nè? Dạ lớp 1 là 6 tuổi, lớp 2 là 7 tuổi, lớp 3 là 8 tuổi. Giờ mấy tuổi? Dạ 11 tuổi. 11 tuổi, 11 trừ 8 còn. Ủa sao tụi con làm toán vậy? Thì trẻ con mà chị, làm toán cho các không, con. Không em đó. Ơi, trẻ con giờ người ta làm tới cái khác rồi, người ta lên sân khấu, người ta hát. Dạ dạ rồi em làm quên, toán. Em sai, em sai. Dạ xin lỗi chị Như, một trời hỏi tới gì Khả Như à. Vâng à, vâng à. Con đi hát 3 năm rồi đúng không? Con hát rất là ngọt ngào luôn. À, Tướng Bảo cũng vậy, con đi hát được bao nhiêu năm rồi? Con cũng chưa có đếm. Chưa có đếm. Con đi hát từ năm bao nhiêu tuổi? Thôi bây giờ mình nói chuyện với nhau đi để em đi giao lưu với tự Kinh. Nhiên cái ra giao dạy toán rồi là sao anh? Thôi giờ mình giao lưu với nhau rồi. Dạ, đi giao lưu xong rồi. Dạ dạ em xin lỗi anh Hoàng như Nhật Nam. Như đi hát lúc mấy tuổi? Dạ em.
Hai con thân mến, lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha, nóng lòng chia sẻ dữ lắm rồi. Dạ mời cô Đoan Trang ạ. Hôm nay cô được gặp lại Thái Hà, một cậu học trò cưng của thầy Quốc Đại ha, trong thử tài siêu nhí mùa 4 vừa rồi. Giọng hát của con như cô đã từng nói, nó như là tiếng chuông ngân á. Đúng dạ. Rồi. Và nó hát ổn định đến nỗi mà con hát cô cứ tưởng tượng con hát mở đĩa. Dạ, hát dạ, lip dạ. Sinh. Đúng quá, đúng ý em quá luôn. Rất là hay luôn á. Cho nên cố gắng giữ điều đó ha con. Còn với Tấn Bảo á, thì lần đầu tiên cô gặp con, nhưng mà cô khen con là con phối hợp với em rất là tốt. Cho nên hai đứa con cố gắng lên nha. Hai đứa con sẽ là một cái cặp đôi đáng gờm trong cặp đôi vàng nhí của lần này đó. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoan Trang. Và cô Khả Như thì thấy sao ạ? Nãy giờ cô Đoan Trang nói đúng ý quá. Nãy giờ cô Đoan Trang nói mà Khả Như cứ vỗ tay như thế này. Là chị là như hết trên quá, đúng không như ạ? Như trên. Cảm ơn chị rất nhiều. Mời anh Nam khoan cho khen. Hả? Ôi. Nói thiệt luôn á, hai đứa con mặc hai bộ đồ dễ thương quá. Tông xiệt tông. Nó có một cái gì đó, nó rất là phối hợp với nhau, nó rất là kết nối với nhau. Cô thích quá, con người đáng yêu quá à. Mê quá à, vậy mê thôi. Mê quá đúng không? Mấy con biết sao, chú Nam á là mê cái cách mà cô Khả Như nhận xét với lại tương tác với thí sinh á. Chú nhớ là những cái mùa mà tuyệt đỉnh song ca nhí trước á, là đội của cổ là cái đội đĩa bay á, có một cái câu khẩu hiệu để mà hô hào cho thí sinh về. Và hôm nay á, chú rất mong muốn được nghe lại. Không biết là Tấn Bảo với Thái Hà có mong muốn cô Khả Như hô cái câu đó không? Anh không cần hỏi vậy, con mà nói không em cũng mời nữa. Tại vì em quá thích đi. Các con thân mến, nếu như các con thành tâm muốn biết thì cô sẽ sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hủy, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và gây gắt lòng người. Có mình cô, không có Ngô Kiến Quy. Chúng tôi là đội tên lửa bảo vệ giải ngân hà, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Bài tới rồi, đĩa bài tới đó. Đĩa bài tới đó. Là mỗi tập là phải nói mà nói dài vậy hả? Dạ đúng. Chị, không phải mỗi tập chị, mỗi tiết mục. À. Mê tiết mục nào là nói câu này? Dạ, tụi em văn bị kém đó chị, học thuộc được có nhiêu đó nói nhiêu đó. Còn bây giờ không biết anh Nam có đồng cảm với ca khúc này của hai bé hay không ạ? À? Hai con như là hai quý ông nhí, với cái cách thể hiện rất là lịch lãm, chú thích theo kiểu như này. Và mỗi một cháu thì lại thể hiện theo một cái thế mạnh khác nhau. Thái Hà thì một cái chất giọng rất là sắc bén trên cao, còn Tấn Bảo thì đảm nhiệm cái phần trầm và giọng dày hơn. Và hai anh em hôm nay rất là đồng thanh đồng thủ, rất là hợp với nhau trong cái tiết mục này. Và chú rất mong là hai con sẽ đem đến nhiều điều bất ngờ hơn nữa trong những tiết mục tiếp theo. Rất là kỳ vọng luôn. Dạ, xin được cảm ơn ban giám khảo. Chúc cho tụi con ngày hôm nay ấn tượng rồi thì những vòng sau sẽ ấn tượng không kém nhé. Mẹ ơi biết chăng đêm
chờ tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Và một tràng pháo tay thật lớn cho Thái Hà và Tấn Bảo ạ. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất là nhiều với sự hỗ trợ ngày hôm nay, đóng vai ba và mẹ đúng không ạ? Hai đứa hôm nay còn diễn xuất nữa chứ. Thầy Đại ơi, đây, con cưng. Thế không biết ngày hôm nay quay trở lại gặp con với ca khúc này cùng với Tấn Bảo nữa thì ba Quốc Đại thấy sao? Thì thật sự là hôm nay gặp lại con thì về cái phần phong độ mà hát, thầy cảm thấy rất là yên lòng khi mà con luôn giữ được cái phong độ đó. Và thầy mong rằng là cái phong độ này là con phải giữ và con phải phát triển thêm nữa nha. Từ lúc mà thầy làm việc với con thì cái phần diễn luôn là cái thầy lo nhất. Và hôm nay cái bài này mà vừa hát mà vừa diễn rồi đường dây đi đứng rồi con nhớ là thầy mừng rồi đó. Lần đầu tiên con kết hợp cùng với anh Tấn Bảo, thầy cảm thấy đây là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời, bởi vì hai giọng của hai con hỗ trợ nhau rất là tốt khi mà hát cặp cùng với nhau, hát đồng âm. Đồng âm á, đồng âm. Thì rõ ràng là cái độ dày ở giọng của Tấn Bảo nó hỗ trợ rất là tốt, cũng như là cái độ vang vang của Thái Hà hỗ trợ cả hai con khi mà hát song ca với nhau á, nó tuyệt vời lắm. Và thầy Đại cực kỳ ấn tượng ở giọng Tấn Bảo nha, giọng con có cái độ dày rất là tốt. Đấy, con cảm ơn Chúa. Cũng xin nói thêm là cái bài Đèn Khuya thì Đại là rất là thích và đã từng biểu diễn rồi. Cái phần Đèn Khuya ở bài này nó là người mẹ thắp đèn chờ con, nhưng mà hôm nay là cái phần dàn dựng là Quốc Đại thấy là con lại chờ ba mẹ về. Và Quốc Đại nói, ôi, cái ý tưởng này như thế nào đây? Nhưng mà Quốc Đại rất là thích cái kết là khi về cả nhà đoàn viên, bởi vì cuộc sống mà phải lo toan nhiều thứ lắm, thì ba mẹ đi làm về trễ mà các con ngồi chờ là không chịu ăn, đợi ba mẹ về với ăn, cả gia đình đều ngồi cùng nhau ăn trong một bữa cơm với cái ngọn đèn đó. Thì Quốc Đại cảm ơn cái phần dàn dựng này đã cho Quốc Đại một cái cảm xúc rất là mới. Chúc mừng hai con đã có tiết mục tốt. Đúng, cảm ơn chú. Và bật mí với anh Quốc Đại là cái phần dàn dựng này là của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Một tràng pháo tay cảm ơn anh đã hỗ trợ cho các con có nhiều cái tiết mục
tuyệt vời và cảm xúc giống như vậy. Thế thì không biết là với sự dàn dựng với các con ở trước đó, hôm nay trên sân khấu chính thức, anh thấy như thế nào anh Nam? Nói chung là hai cậu bé Thái Hà với Tấn Bảo tiếp thu rất là nhanh, và hai bé cũng đã có những cái tình cảm nó đong đầy trong tâm hồn hai bé. Cho nên là những cái sự hướng dẫn của các cô chú rồi các biên đạo thì các bé lắng nghe và tiếp thu rất là nhanh. Đúng là cái sự chia sẻ của bên anh Quốc Đại á, cái tiết mục này rất là đơn giản, nhưng mà lúc mà đoạn cuối á, nó giống như một cái gì đó nó rất là nồng ấm. Một cái khát khao mà đôi khi tưởng chừng rất là giản đơn, một cái bữa cơm gia đình mà sau tất cả những cái bộn bề lo toan cuộc sống thôi, tưởng chừng như vậy mà rất khó. Rất khó trong đời sống hiện nay, trong những lo toan của tất cả nhiều người. Cho nên có được cái giây phút đó thì chúng ta sẽ nên trân quý. Bởi vì đôi khi có người sẽ thiếu cha hoặc thiếu mẹ, hoặc là có người sẽ khó có cái cảm giác mà đông đầy bên cái ngọn đèn khuya mà ấm áp như vậy lắm. Cho nên là hôm nay hai con làm vậy, chú cũng cảm thấy rất là vui và rất là xúc động. Cảm ơn hai cái phần hát và diễn của hai con. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn đại diện Hòa Nhật Nam. Những bài học này rất là giá trị đó nha. Lưu ý là chúng ta phải nhớ, nếu như mà bố mẹ của mình không có nhiều thời gian bên cạnh thì mình phải tự lập và tự yêu thương nhau ha. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Còn cô Đoan Trang thì sao? Không biết là cảm xúc ngay bây giờ của cô như thế nào ạ? Một bài hát rất là nhẹ nhàng tụi con, và dàn dựng cũng rất nhẹ nhàng. Hai đứa con cũng vẫn dùng cái giọng hát đẹp của mình để thể hiện một cái tiết mục rất là trọn vẹn và bật lên cái thông điệp rất tích cực, đó là sự đoàn viên trong gia đình. Điều đó là cái mong ước không chỉ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam mà của tất cả các cô chú, tất cả những người lớn. Mong cho các con luôn được có đầy đủ bố với mẹ. Và như bây giờ tụi con đóng cái vai là vai hai anh em lúc hồi nhỏ, là hồi tưởng lại ăn cơm với bố mẹ. Nhưng mà khi mai mốt hai đứa con lớn rồi trở thành kỹ sư, bác sĩ hay là gì đó trong xã hội, để kiếm được những cái giây phút bên ba mẹ, bên gia đình là rất là khó. Cho nên những ngày tháng này cố gắng rất là phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, ở bên cạnh ba mẹ nha con, để mình lớn lên mình sẽ có những ký ức rất là đẹp. Chúc mừng hai đứa con. Tụi con đã làm rất là tốt. Tấn Bảo và Thái. Thank you.
trong bông lúa tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm, tầm mái chín người anh dâng mẹ hiền, lòng xa thêm hơi ấm khi chiều Tấn Bảo và Thái Hà. Xin được cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt rất nhiều ạ. Wow, trời là dễ thương, câu nhận nè. Nói chung là mình là triệu view về những cái bài hát nhạc trữ tình ha, nhạc nhẹ nhẹ nhàng nhàng, nhưng ngày hôm nay được tươi mới hơn, được sôi động hơn, thì tụi con thấy làm sao? Dạ tụi con thấy là khác biệt ạ. Khác biệt. Dạ. Còn con trai, hôm nay là cái này là cái ý tưởng đâu đây trời? Thường là người ta là thắt là một là quấn luôn quanh vòng cái đầu này hoặc là để vô cái cổ, bây giờ thắt luôn nguyên cái nơi. Xì tay lít ấn tượng. Thích không? Con thích cái nào? Dạ con cũng chưa thích lắm á. Tại sao chưa thích lắm? Vì sao? Nói cho chú nghe. Tại sao? Con cũng chưa biết. Trời. Hay là muốn nó bự hơn hay muốn nó nhỏ hơn? Dạ con cũng không muốn bự hay là nhỏ. Hay là muốn mất luôn? Dạ mất luôn. Thôi vậy đi. Nói chung thì trẻ con là như vậy, rất là ngây ngô hồn nhiên. Thật sự là ngày hôm nay tụi con có một cái tiết mục rất là đáng yêu. Xin được mời Tố My ạ. Cảm xúc của bạn như thế nào? Chắc này phải đứng lên mới diễn tả hết cảm xúc quá. Trời vậy hả? Hai con hát câu dân ca sao mượt mà làm cô sao xuyến, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa làm cô muốn rụng rụng rời tim rồi hai con nhé. Rồi mình cho luôn điểm thôi. Vâng, 10 điểm rồi. Trời đất ơi, 10 điểm rồi đúng không ạ? Riêng em thôi. Ra là hai con hát hai cái bài mà cô thích quá à. Hai cái bài này phải nói rằng là từ nhỏ là cô đã nghe, cô đã hát thuộc lầu rồi, rất là yêu hai ca khúc này. Cộng thêm hai con á, có một cái nét đáng yêu lắm. Và hai con khi mà kết hợp lại đó, nó hòa quyện, nghe nó đã lắm. Còn bạn nhỏ đó, là có một cái chất giọng kim dễ thương lắm, hợp với dân ca lắm. Chúc mừng tiết mục hai con nha. Và hai con ráng mau ăn chống lớn. Nhớ theo cô nha. Dặn con đó. Cố lên. Thôi nhỏ nhỏ như con là để cô Đoan Trang cũng bé bé xinh xinh này nhận xét nè. Xin mời cô Đoan Trang ạ. Con đừng có lo. Như cô nè, 40 năm rồi nó cũng vậy hả con. Nó không lớn lên được miếng nào. Nhưng không sao, con mình nhỏ, mình có giỏ. Vẫn là những cái giọng ca rất là ngọt ngào và hát rất là chính xác. Cô vẫn rất là thích hai đứa, cảm ơn hai đứa con. Thích hai cái nơ nữa đó con. Con đừng nói không thích nha, cô thấy hai nơ cưng lắm luôn. Thì cũng muốn chạy lại ôm hai con lắm á. Thì lên quá à. Thì lên ôm đi, nấu gì nữa. Trời cưng quá. Cưng có đem về nuôi không? Cho cô nha, hồi nào không xài cho cô nha. Trời ơi, đâu ra vậy? Cái này vẫn lên hộp không không ta? Không hợp. Không sao hợp, hợp được không rồi. Thôi đi gì à? Nói gì nữa? Vì hai con nó là đang giống như là miền quê mộc mạc. Cô giống như là ở trong cung đấu ra vậy đó. Thăm cung nội chiến. Đúng rồi.
Dạ xin mời chú Hoàng Nhật Nam nhận xét ạ. Chú rất là thích với cái màu sắc này. Hai con đã bắt đầu tập vũ đạo rồi nhảy ý nhót tưng bừng cùng với các cô chú vũ đoàn rất là vui. Tuy nhiên đó cũng sẽ là con dao hai lưỡi đối với mình. Đó là mình phải vừa phải lo nhảy này cho đúng bài rồi đúng nhịp, rồi phải vào cái câu nào cho đúng nữa. Chú thì nghĩ rằng là đối với lứa tuổi tụi con thì quá nhỏ thì đó cũng không phải là điều lớn lắm, nhưng mà càng về sau, những cái tiết mục về sau thì những cái lỗi của mình hạn chế thì nó càng nhiều thì càng tốt hơn nha hai con. Rồi chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Đó, tụi con thấy không, nghe lời nhận xét như vậy thì cũng đã giúp được tụi con tốt hơn thôi, cố gắng lên nha. Thế túm gọn lại là có thích cái nơ không? Dạ không ạ. Rồi kiên quyết. Dạ, thế mới khẳng định một điều rằng là đi xa hỏi già về nhà hỏi trẻ, không thích là không thích. Không con có nói nhiều. Mang cái nơ đó đó cô mới cho con 10 điểm đó nha. Con không, con nói con không thích cái nơ là con trừ điểm bớt đó nha. Chết. Không, tại vì người ta chưa có hiểu cái nơ đó là cái gì nên người ta chưa có không có thích. Cái đó là giống như những cái nông dân đó đi gặt lúa đồ ngoài ruộng, ngoài vùng quê đó con. Miền Nam cũng có mà miền Bắc cũng có. Rồi mặc áo bà ba, quần đen, rồi đứng dưới đầm lầy, trên trời thì trời nắng, cho nên hay có cái khăn rằn quấn như vậy nè, cột gút một cái đại vậy thôi, rồi sau đó là mồ hôi mồ kê rồi chùi lên luôn. Đó, nó là như vậy. Cho nên cái đó là cả một cái lao động của những cái chú nông dân người đó nông mà dân. Mình nhìn người ta làm cho mình hạt lúa gạo cho mình ăn mỗi ngày á con, thì cô hy vọng là khi mà con hiểu cái điều đó thì con sẽ quý trọng nó lắm, để cho thấm mồ hôi rồi vừa che nắng nữa con. Đúng rồi. Và lúc buồn buồn xong cái buổi đó rồi thì bắt đầu tháo ra, bắt đầu tròn lên quạt, lên cổ quạt, quạt gì đó. Nhưng mà đó, cái kiểu này á mọi người biết không, em nghĩ rằng là cái anh mà hóa trang á anh mới hoạt hình chụp Mickey cho nên là nó muốn hóa trang mấy bé mà dễ thương lắm, cưng lắm, cô cũng mê chụp Mickey. Vâng, một tràng hỗ tay nữa cho Tấn Bảo và Thái Hà. Thủy chung
Chồng nghe buốt giá con đò bóng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chị hai trào nước mắt. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò. Đức Vĩnh, hát với Quỳnh Anh hôm nay cảm xúc sao em? Cảm xúc vẫn như mọi lần ạ. Vẫn như mọi lần, còn em, Quỳnh Anh? Cảm xúc con hơi lo lắng, sợ lên cao không được. Nhưng ngày hôm nay rất là ngọt ngào dễ thương mà, đúng không quý vị khán giả? Vỗ tay nữa, động viên tinh thần cho hai con. Thật sự ra thì mình dù thấy ngày hôm nay có một cái điều chia sẻ ở cái cặp đôi nhí này là hai bạn nhỏ đã có cái thời gian hát chung với nhau rồi, làm bạn với nhau rồi, được học chung với nhau nữa thì chắc chắn là tụi con phải tự tin hơn, đúng không? Rồi bây giờ lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Đầu tiên chắc là mời chị Khả Như trước đi ạ. Hai con hát làm cô thích lắm. Cô cảm thấy nó, cô nhắm mắt lại cô cảm thấy giống như là mình đang ở dưới quê của mình á, có cái dòng sông rồi có con đò rồi. Câu hát của tụi con nó làm cho cô nhớ nhà. Và cái điều quan trọng cô thích ở hai đứa con đó là hai con không có phải biểu diễn cái gì nhiều hết, nhưng mà cái tình cảm các con trao gửi qua câu hát á làm cô thích, làm cô cảm được. Và có một cái hành động của anh chàng Đức Vĩnh với cô Quỳnh Anh làm cô cứ phải bật cười ra. Lúc mà con nắm cái tay cổ con kéo lên cái câu cuối á, không cần nhìn nghe anh Nam, chị Trang. Ví dụ mình nắm là mình phải nắm cái người là mình phải thấy. Không. Lời. Là dính liền. Dính liền. Là thân quá rồi chị. Có hiểu nhau mới có thể đồng bộ như vậy. Cô biết hai đứa con giọng hát thật sự là chinh phục bao nhiêu triệu trái tim rồi. Rất là nhiều người thích hai con, nhưng mà hôm nay hai con trình diễn làm cho cô thương quá đi. Thương giống như là một cái mầm non mới nhú vậy, cô thích quá. Vỗ tay. Cảm ơn cô Khả Như. Là một cái tính từ là thương rồi nha. Rồi tiếp tục nè tụi con, xin mời cô Đoan Trang ạ. Hôm nay Đức Vĩnh với Quỳnh Anh lớn hơn qua một mùa là có các con đúng. Lớn lên mà tuổi này trở đi là lớn nhanh lắm. Nhất là Đức Vĩnh, con lớn trong giọng hát của con luôn. Đang vỡ giọng nữa. Mà con trai đang vỡ giọng là giọng nó hơi trầm ha. Ồm. Ừ, nhưng mà trầm á mà hát dân ca nó cũng có cái hay của nó. Nếu mà biết khai thác có những cái câu nó ngọt lắm. Cô thích cách của hai đứa con như xưa tới giờ hát tròn vành rõ chữ, hát nhả chữ rất kỹ lưỡng. Cái đó là một trong những cái đặc
tính của dân ca là mình hát phải rõ ràng để mình còn luyến nữa, dùng hơi rất là nhiều, mà các con còn nhỏ mà hát được như vậy. Đồng thời á, là hai bạn nhỏ của chúng ta là người miền Trung với miền Bắc mà hát dân ca Nam Bộ như vậy. Có nhiều người người ta không biết, người ta cứ nghĩ là hát dân ca được thì hát cái gì cũng được, hát dân ca Nam Trung Bắc gì cũng được, nhưng không. Dân ca mỗi vùng miền nó có một cái đặc tính riêng, một cái đặc trưng riêng. Mà hai đứa con như vậy là rất là thông minh, nghiên cứu rất là kỹ. Quỳnh Anh có một cái tật đó là hay con mắt láo liên nhìn qua nhìn lại. Lên sân khấu mình là nghệ sĩ, khán giả đang chiêm ngưỡng mình, mình phải biểu diễn thật đẹp nha con. Không có mắt ngó qua ngó lại coi. Mình phải có điểm nhìn đúng không chị? Đó nha con. Rồi chúc mừng hai đứa con. Lắng nghe lời nhận xét của chú Nam, xin mời ạ. Hai đứa con mùa trước và đến hôm năm nay là đã gần 2 năm, và hai con cũng đã lớn hơn, trưởng thành hơn. Chứ có đâu giống như cô Trang với cô Như, không có chịu lớn, cứ trẻ, cứ trẻ hoài vậy đó. Chú rất là thích cái sự tình cảm của hai con. Diễn những cái bài mà nó có cái tâm trạng buồn thì hai con vẫn làm rất là ra. Chú thích trong bài này là cái đoạn mà Đức Vĩnh bè cho Quỳnh Anh ở cái câu, cái chữ cuối á, ru lại phải không? Cái chữ đó rất là hay. Nếu bây giờ bè không có nhạc thì hai đứa có hát lại được câu đó không? Hát chay thử nha. Rồi thử nha. Hòa quyện nè. Dường lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Trời ơi, anh Nam đúng là tinh tế luôn á. Phát hiện đúng một cái nốt bè đó, xuất sắc thật. Tụi con rất là hay. Cái nốt bè đó nghe hay lắm, nghe nó miên man như là cái dòng nước ở ngoài sông. Lải lải sao anh? Nó lải lải. Quý vị thân mến, với những cái tiết mục được trình bày tinh tế và kỹ lưỡng như thế này, phải dành một tràng hỗ tay thật lớn cho sự hỗ trợ của hai thầy. Thứ nhất là thầy Phạm Hồng Biển, là thầy dàn dựng cho các con về mặt âm nhạc. Còn thầy Phú Luân là người sẽ dạy cho các con về những cách xử lý trong bài hát. Một tràng hỗ tay cho hai thầy, đúng không ạ? Tình
Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng cản, giờ khi mẹ mất buồn mang gánh ai cho con. Gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai thân còn lặn lội, sớm mai vai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển dạt dào, bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của Vũ Đoàn Sắc Màu. Chắc là phải chia sẻ điều này với tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả. Quỳnh Anh cũng không ở gần với bố mẹ nữa, bây giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh học tập ở trong này luôn. Còn bố mẹ thì ở ngoài quê, con cũng không có nhiều thời gian về với gia đình á, con có buồn không? Dạ có. Thế thì ngày hôm nay nè, thông qua sóng truyền hình, con muốn nói gì với bố mẹ mình không? Bố mẹ ở nhà yên tâm và giữ gìn sức khỏe, con trong này học rất là tốt và sẽ thực hiện được niềm đam mê của mình ngày càng tiến bộ hơn. Con có yêu bố mẹ không? Nó không thương bố mẹ con gái. Ba mẹ thương mến. Chết rồi, sao 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 trời. Sến xuống quá. Sao vô tới tôi cũng vậy vậy ta? Ê khó quá, cho qua đi Minh. Thôi cho qua đi. Dạ vâng, thật sự ra thì Minh Xuân nghĩ rằng cái lời mà nói là con thương bố mẹ thì giờ mình nghĩ rất dễ, nhưng mình thực hiện, mình nói ra điều đó rất là khó. Cho nên hy vọng rằng ngày hôm nay, sau cái sự bối rối của chúng tôi trên sân khấu này, thì quý vị khán giả xem truyền hình cũng sẽ nói cái điều này ngay lập tức với bố mẹ của mình nhá. Con thương bố mẹ nhiều lắm. I love you. Vâng ạ. Không biết ngay lúc này thì đạo diễn Hoàng Nhật Nam thì muốn chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào ạ? Xin mời anh. Thôi, hai bài hát liên khúc rất là hay. Mẹ tôi và gánh mẹ, với những cái ca từ nghe như là nức nở ha. Nghe rất là bùi ngùi và nhớ thương mẹ của mình vô cùng. Hai con nhớ mẹ không? Và hát bài này cảm nhận như thế nào? Thì tụi con vừa hát nhiều, vừa nhập tâm vô những ca từ trong bài hát, vừa cảm nhận đến và nhớ đến những lần mẹ chăm sóc mình. Cảm ơn con. Ok, nhưng mà trong bài hát này còn có cha nữa thì rất là dễ thương. Hai con hát rất là tình cảm và chú cũng cảm nhận được nhiều cái lắc cắt, giống như những cái giai đoạn thời gian từ nhỏ, rồi người mẹ mang thai, rồi những đứa con lớn lên rồi trưởng thành, rồi qua những cái trăn trở và những cái suy nghĩ của người mẹ cha trong cái cuộc đời. Những cái sự suy nghĩ về
công việc, về những cái điều bất đắc chí thì chẳng hạn của người cha, vân vân. Tất cả những điều đó nó đã được thể hiện trong cái bài hát này. Thì chú rất là thích hai cái giọng hát của cả hai đứa. Tuy nhiên trong cái bài này thì chú chỉ có một cái là chú thấy là cái phần những cái đoạn hát trầm của Đức Vĩnh nó hơi mờ và chú không có nghe rõ lắm. Nó có hơi thấp so với con khi mà chọn cái tông này cùng với Quỳnh Anh không? Hay là như nào nhỉ cô Trang? Tại vì giọng của Vĩnh á là đang trưởng thành, đang tuổi lớn á. Giọng của con bắt đầu mất đi cái độ vang của trẻ em á, và bắt đầu hình thành cái giọng nó lớn hơn. Cho nên cái đó là một cái chuyện rất là bình thường. Khi mà con qua cái tuổi dậy thì á, thì cái giọng của con nó sẽ ổn định trở lại. Cho nên cái lúc này sẽ là cái khoảng thời gian khó khăn trong giọng hát của con. Cũng không cần hoang mang gì đâu, cái đó là nhưng mình mà bù phải... lại là hiện nay là giọng của con đã dày hơn rất đúng nhiều rồi. Dạ. Cái may mắn là dày. Đúng rồi, khi mà càng lớn hơn thì giọng của con nó sẽ bớt vang lên. Mà nó có muốn còn vang đi chăng nữa thì cái đó nó qua một cái câu chuyện khác. Đó là câu chuyện của bài học thanh nhạc để con giữ được độ vang. Tuy nhiên theo cái lẽ tự nhiên là giọng của con sẽ dày hơn và nó đầy hơn, thì cái đó cũng là một cái lợi thế. Cho nên mấy cái đoạn đầu con hát rất là tình cảm bởi vì nó có độ rền à, nhưng mà mấy nốt cao bắn lên á thì phải để dành hơi hoặc là phải giấu đi cái khuyết điểm của mình. Dạ con ha. Cảm ơn cô Trang. Con thầy Đại thì sao ạ? Thầy Đại là ấn tượng hai đứa con là từ cái Tuyệt Đỉnh Song Ca rồi, nên gặp lại ở đây thì thầy Đại sẽ khó hơn mấy bạn khác một xíu. Nhưng mà hôm nay thì thầy rất là hài lòng về cái tiết mục này của hai đứa con. Nếu như mà Quỳnh Anh một cái gì đó nhẹ nhàng đầm thắm, là một cái nền rất chắc, thì ở Đức Vĩnh là một cái sự máu lửa đầy tràn đầy năng lượng. Hai đứa con kết hợp lại trong cái liên khúc này tạo cho thầy nhiều cảm xúc, rất là nhiều cảm xúc luôn. Và hai con đã kết hợp rất là tốt, rất giữ phong độ, thậm chí còn phát triển hơn nữa rồi. Thầy vẫn cảm nhận được trọn vẹn cái ca khúc này qua giọng hát con. Và một lần nữa xin được cảm ơn và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Một tràng hô tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài. Để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ âu dấu yêu, một điều ước tuy thật nhập đời, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi. Hát hân hoan chúc nhau mùa lành, bạn bên tôi siết tay ấm nồng, chờ mùa đã sang ngàn hoa khoe sắc rộn ràng, chờ đón tân niên trong tay bè bạn. Thời gian trôi qua yêu thương biết bao kỷ niệm, bầu trời cao ánh sao hy vọng và tay nắm tay, lời ca vang mãi nhịp nhàng, cả thế giới như mở ra. Tìm về ngày ấu thơ, tôi mong như mơ dưới mái trường, như lần ta ước mơ hãy sao trên trời. Vòng tay thêm lớn từng ngày, năm tháng qua đi cách xa về bờ. Dòng đời rồi cuốn trôi, trao nhau tình yêu.
Quỳnh Anh. Trời ơi, dễ thương quá. Đúng thật, bài này là khép lại một cái ký ức tuổi thơ rất là đẹp luôn tụi con. Không biết là cô Vân Trang, cô Vân Trang cảm xúc như thế nào, xin mời cô. Thật ra thì lúc mà cái follow chụp lên hai con á, cô cảm thấy là ký ức của cô ùa về ghê lắm. Ngày xưa cô là bí thư đoàn trường, cuối năm đó thằng bạn học cùng lớp cũng là bạn thân, đó là ủy viên ban chấp hành đoàn trường. Hai đứa chơi với nhau rất là thân và có rủ nhau hát một cái bài để cuối năm chia tay nhau, chia tay bạn bè. Cái ở đây cô nói là ngày xưa cô cũng có một cái người bạn thân là con trai và cùng hát với nhau trên cái sân khấu của trường mình, hát những cái bài hát về tình bạn rất là dễ thương. Cô thì cô đặc biệt rất là thích cái phong cách trình diễn của con Đức Vĩnh. Con rất là thoải mái, con rất là chuyên nghiệp, con giống như là ca sĩ. Mọi người vui lên, hát lên nào. Thì cô rất là thích cái đó. Còn Quỳnh Anh thì hơi nhát một tí xíu, đúng không? Nhưng mà khi tụi con đã là cặp đôi với nhau rồi, từ từ con sẽ học được Đức Vĩnh ở cái cách biểu diễn của mình. Tuy nhiên thì giọng hát của con, giọng hát vô cùng là có nội lực và truyền cảm. Cho nên là cô nghe cái ca khúc này, cô cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hai bạn đã thể hiện rất là tốt. Cảm ơn cô. Đức Vĩnh chủ động hơn chút, yeah. Nhưng giọng cô này rất đẹp, yeah, đó, cả hai hòa hợp với nhau trong từng tiết mục ở những vòng thi. Thế không biết là đêm nay thì cô Đoan Trang có cảm thấy là hai con tiến bộ hay là thay đổi gì hay không ạ? À? Bài hát hôm nay tụi con hát thì cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà càng xem tụi con hát càng để ý kỹ tất cả những cái kỹ thuật của tụi con. Thì cô càng phải nói là cô rất là khâm phục hai đứa con Đức Vĩnh với Quỳnh Anh. Cô thật sự khâm phục hai đứa con. Bởi vì như cô Vân Trang biết, đây là cặp đôi mà rất rất là được khán giả biết tới, rất là hot trên mạng là hát dân ca. Ngay cả là đây cũng là quán quân của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa đầu tiên, cũng hát dân ca, hát đẹp từng nốt chữ, rất đẹp cả hai đứa con. Nhưng mà bây giờ chuyển qua hát nhạc nhẹ, chuyện gì xảy ra với tụi con? Tụi con hát rất là thông minh. Cái thông minh ở chỗ, từ trong cái nhã chữ, từ trong cái làn hơi của mình, nắm bắt cái tinh thần của bài hát, các con chuyển qua nhạc nhẹ một cách bình thường, giống như chắc con chưa từng hát dân ca. Cô thấy đây là một cái bước tiến của hai đứa con trong cái cặp đôi vàng nhí này, luôn luôn giữ điều đó và phát huy hơn nữa nha con. Chúc mừng hai đứa con. Cô, cảm ơn cô. Xin được cảm ơn chị Đoan Trang ạ. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Ca khúc này á, hồi xưa chú tuổi thơ chú dữ dội lắm. Chú nghe mấy bài này là chú nhớ tới mấy buổi sinh hoạt đoàn này, rồi cắm trại, yeah, hội trại đó, rồi những buổi sinh hoạt dưới cờ. Rồi chú Nam hôm nay cũng thôi trên sóng truyền hình cũng hỏi là cô Đoan Trang với Vân Trang với chú Minh Xù là hồi trước giờ có copy bài hoặc là dở tài liệu trong giờ thi không? Khai ra đi. Anh hỏi câu gì mà thường thì sợ. Có sao không? Cái đó chắc học sinh không có ai mà không có, đúng chính không? Chính xác. Nhưng mà quan trọng là cóp kiểu gì? Chị Trang, chị cóp kiểu gì? Chị bây giờ chị ngồi đây rồi không còn đi học nữa, bây giờ chị kể thử coi. Cô Trang có cây thước cây thì cô Trang viết lên cây thước cây đó. Trời ơi. Mà cô Trang cũng rất là khôn, tại cây thước cây nó có bốn mặt không? Thì mình viết cái mặt ở dưới thôi. Chứ mình viết mấy cái mặt kia cô đi ngang cô thấy sao? Thấy sao? Xong rồi cô đi qua thì mình bỏ ra mình coi. Viết vô. Vậy là chị khác em rồi. Em là em lấy cây viết chì. Em viết lên trên này luôn, cây viết chì thì nó bóng bóng, mình phải nhìn theo hướng chiều ánh sáng thì mình mới thấy được. Cô mà nhìn xuống đâu có thấy đâu. Viết chì dưới bàn luôn, viết xong bôi. Còn anh Nam sẵn anh hỏi tụi em rồi, còn anh thì sao? Chú Nam á là chú viết trên tay á, rồi sau đó mồ hôi tay nó đổ xuống á, rồi nó trôi đâu hết chữ, cuối cùng á là ô bài này là trúng rồi. Sau đó nhìn lại là thấy nhòe hết rồi, sao thua. Nhưng mà chú hỏi vui thôi, đó là những cái gọi là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Cho nên là chú trên sóng thì chú cũng dặn các con thí sinh cũng như là các cháu đang xem á là thôi, những hôm nào mà mình học thuộc bài á là trời ơi tự mình chậm lắm, tự tin. Cái mặt mình hết lên trời, vào mình không sợ thầy giám thị, không đúng sợ rồi cô luôn. Mà vào đúng bài nào cái là viết xong rồi ra sớm là oách. Đó cho nên là chú muốn tụi con là sống trong cảm giác là tự hào, coi như là một bí kíp nhỏ cho các con đúng không ạ? Còn với đó, cái bài hát này thì sao ạ? Thì hai con thì đã có quen với lại hát dân ca rồi, rất là trữ tình nhẹ nhàng rồi, nhưng mà hôm nay đổi với một phong cách mà cũng không có các cô chú vũ đoàn phụ họa nữa. Thì bây giờ chú Nam có nói với mấy con á là chỉ có tụi con thôi, tụi con phải khuấy động sân khấu thì phải bằng chính mình thôi, bằng giọng hát và bằng mình kêu gọi như thế nào đó. Thì hôm nay tụi con đã làm được, đã kêu gọi khán giả và gọi là rất là sung nhảy và di chuyển, làm cho các cô chú đều nhún nhảy theo. Thì chú hy vọng là tụi con sẽ trải nghiệm bản thân mình để mình có thêm kinh nghiệm, để mình thấy là khả năng của mình đến đâu. Nói chung là chúc mừng các con đã có một cái ca khúc rất là vui tươi, đúng lứa tuổi và rất là sôi động.
nó khác với mình thường ngày, nhưng mà biết đâu đó tụi con trong đời sống bình thường đó chính là tụi con thì sao, đúng không? Rồi, tạm biệt hai con. Đổi gì tạm biệt. Chúc mừng anh. Chúc mừng. Chúc mừng hai con. Bình tĩnh tụi con. Lâu lâu cái từ tạm biệt. Tạm biệt hôm nay thôi, rồi tuần sau mình gặp lại nhau nha. Tụi này không có loại trừ gì, cười lên coi. Một tràng pháo tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Lặng yên ta nói cuội nghe, ở cung trăng mai làm chi, bóng trăng trăng ngà. Đã to có thằng cuội già ôm một mối mơ. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Lặng trăng gió bao nhau, chỉ kia quê quán ở đâu. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng già. Đèn ông sao với đèn ca tre, đèn thiên nga với đèn bấp bênh. Em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trăng trăng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Ông sao sao nắm cánh tươi màu, con đi rất dài căn cầu qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoa. Tùng dinh dinh tùng 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 dinh dinh, nay anh sao vui chim sao non ngà. Tùng dinh 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 tùng dinh dinh, anh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi đời. Trời rực sáng rõ anh chàng, lòng ngập tràn mong nhớ về tờ thơ. Bồi hồi nhìn đàn chúng em đủ vui, rộn ràng đèn trong tay lúc ninh đêm. Cùng bạn bè ngồi dưới trăng vàng, kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tiếng đàn quay nhanh, cùng hòa nhịp hát vui cùng bạn chàng. Hoa chi hằng nga chúc cuối hồn mơ đến ngày về trái đất kia. Có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba kệ nghe đời xưa. Hãy hòa đất ca khúc nhạc tình ta, khóc ngọc tung tăng dưới trang. Chiều cuối ngẩn ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ tiếc hoài. Trên bàn ghế nghe lời xưa, hãy hòa đàn ca cùng nhạc.
làm thơ tích hoài. Chú Bồi ngẩn ngơ tiếng chuyện năm xưa, dầu Bồi làm thơ thiệt á. Chị Trang, em giận dễ sợ giận luôn, phá nát ký ức tuổi thơ của em. Em không nghĩ là chị Hằng lại quậy đến vậy. Ngày hôm nay tụi con đã đưa tất cả quý vị đến với nhiều cung bậc khác nhau nha. Mở đầu là nhẹ nhàng với chú Cuội ha, sau đó thì mạnh mẽ, có tiết tấu lên từ từ từ, và cuối cùng bung nóc luôn, nhạc rock luôn. Xin mời ý kiến của nghệ sĩ Giá Bảo á, mời anh. Thật ra đây là một cái tiết mục rất là tươi, rất là sớm, là bởi vì sau cái tiết mục cô bé Băng Diêm vừa rồi thì nó cũng có hơi có chút buồn. Qua tiết mục này thì rất là sơm. Thì trong tiết mục này thì chú Bảo khen bé Đức Vĩnh là bé Đức Vĩnh rất là tươi, tươi từ đầu rồi. Nhưng mà bé Quỳnh Anh thì còn bị hơi lo. Trong cái nét mặt của con nó còn hơi bị lo, đang còn hơi bị nhớ bài, cho nên con chưa có được tươi. Cho nên là cái bài này nó rất là tươi, nó vui mà. Nó là một cái lễ hội trung thu rất là vui, đã không có cái gì để buồn hết á. Cho nên rút kinh nghiệm lần sau, mình hát bài vui là mình cứ vui đi, cứ vui đi, rồi chuyện gì nó tới nó tới, chứ nó không có cái gì mà mình buồn nha. Còn giọng ca của hai con thì hòa quyện rất là tốt, thì về phần ca thì chắc là cô Đoan Trang sẽ nhận xét tốt hơn. Xin được cảm ơn nha Bảo. Xin mời chị Đoan Trang ạ. Hai đứa con đang có cái năng lượng không có đều, hai cái năng lượng phải được cân với nhau, phải được hòa quyện, phải được bổ trợ cho nhau một cách hợp lý nha con. Bây giờ đang tuổi lớn cho nên là cái anh chàng Đức Vĩnh là có vẻ là nhoi hơn hồi xưa rồi đó, rồi, có vẻ nhoi hơn hồi nhỏ rồi đó. Còn Quỳnh Anh là đang ta đang tuổi bắt đầu tuổi teen mà, cho nên người ta cũng có những cái cảm xúc và biết bực, biết giận, rồi biết cũng như hơi ngại, hơi là mắc cỡ con hơn. Gái tí xíu. Đúng rồi, mỗi bạn một cá tính, con không thể nào giống các bạn khác được, bởi vì con là con. Tuy nhiên, mình nói ở đây có nghĩa là các con về, nếu muốn tiếp tục là một cái cặp đôi mà xuất sắc sau nhiều cái thời gian mình rèn luyện, thì mình phải rèn luyện nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không chỉ dừng lại ở trong cái giọng hát nha con. Đây là những cái bước đầu tiên, những cái viên đá đầu tiên để con đặt, để con xây cái ngôi nhà của con. Cho nên phải nhớ lời của các cô chú, cố gắng nhiều hơn nữa nha con. Cô vẫn rất là tin cặp đôi này nhiều lắm, cô tin tưởng vào tụi con nhiều lắm, cho nên cố lên nha. Cảm ơn cô ạ. Mà chú hỏi thiệt là trong quá trình hai đứa tập với nhau á, là có giận hờn gì với nhau không? Không luôn. Đó, bây giờ mặt tươi nè, không hỏi thiệt. Tại vì chú Minh Sùi thấy con bước ra, trời ơi, người ta được gặp Hằng Nga là người ta thấy là cái một cái gì đó nó đẹp, nó tươi đúng không? Con ra thăm xuống con ngồi con hát chứ bạn. Ôm một mối mơ. Ừ, con vậy luôn á. Nha, rút kinh nghiệm nha. Còn không thì cái này là cái hay nè. Về nhìn vô gương hát, đúng không cô Trang? Về nhìn vô gương hát rồi con cười lên con hát thử coi, coi lúc đó cái mặt của con đẹp không, con sửa khẩu hình của con lại ha, hoặc là con sửa cái tinh thần của mình lại tí xíu. Đúng đó, rồi. Tập nhiều lần thành thói quen. Đúng rồi, hoặc là trong mấy cái ngày mà đi lên tập sân khấu á, chắc chắn là các con sẽ được tập trên 2 lần. Dạ. Đúng không? Thì nói mẹ quay phim lại, xong rồi có một lần mình sẽ làm như thiệt, xong mẹ quay phim lại mình coi, mình biết là mình đang có cái vấn đề của mình nằm ở đâu để mình sửa nha con. Chứ con buồn mà cái mặt không có tươi, giống như là Hằng Nga mà bán bánh trung thu mà bị ế vậy. Bị sale đại hạ giá. Mua một tặng bốn tặng năm lần. Nó buồn phải không? Nhưng mà cái hay là hôm nay là Đức Vĩnh Quỳnh Anh hát rock rồi đó nha. Chính xác. Lên tới rock rồi đó. Dạ, xin mời anh Hoàng Nhật Nam ạ. Còn chú nhìn quanh chú rất là giận Vũ Đoàn. Vì sao? Vì cái tiết mục này gợi nhớ một tuổi thơ của chú. Mà nhìn quanh nó không có một cái lồng đèn nào là lồng đèn con cá cả. Bây giờ chú thông cảm đi, bởi vì bây giờ nó đã qua cái mùa đó rồi. Không phải, bây nhiều khi tìm nó khó lắm. Đi ra tiệm không có chú, giờ có mấy cái này thì mua mấy cái này thôi. Chưa kể mình khen tiết mục này cái là biết sao không? Bây giờ là đa số mà xài bằng pin rất nhiều. Mà em không thích con em xài bằng pin. Em thích con em xài giày nè. Chị cũng nó vậy. Nó đúng là cái lồng đèn của hồi xưa. Dấu dấu vô còn cái này cũng bằng pin ở trong mà dấu dấu vô. Tao ý là cái bằng cái giấy kiến này nè. Đúng, phải là cái này đúng anh. Mà cái này hồi xưa mà thời mà chú chơi á là phía bên trong là có gắn cái đèn lò nến xo, cái lò xo để lò nó cài vô, gắn cái nến, gắn cái nến. Đúng rồi. Sau đó là gió thổi là mình cứ lấy một cái cây nhang mà nó có phát sáng đó. Dạ. là để châm vào vô. Và cái này là thắp sáng tuổi thơ biết bao nhiêu thế hệ luôn. Chính cho xác. Nên các con á là mùa trung thu phải chơi cái đèn này, không có đúng chơi rồi. Đèn bằng nhựa nghe chưa. Đúng rồi. Cái này là cái truyền thống của Việt Nam mình.
đó. Và chú nhớ hồi nhỏ chú còn chơi đầu lân, chú làm lấy cái mền đó trùm phía sau để làm cái đuôi. Dạ đúng rồi. Đó, rồi còn cái đầu nhỏ rồi làm ông địa, bắt đầu nhét quần áo vào để làm cái bụng bự. Yeah. Mà giống như chú Gia Bảo là đâu cần phải nhét mền mà đâu. Đúng. Bây giờ là có sẵn rồi, không cần nữa. Đó thì cái tiết mục này rất dễ thương. Ngoài nhắc đến hai cái nhân vật trong cổ tích là chú Cụi với là chị Hằng Nga ra thì hai con đã thể hiện được hai cái màu sắc của mình luôn. Cái gì đó rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào ở đoạn đầu, và đoạn sau thì là một cái màu sắc gọi là rock, rất là tưng bừng, rất là máu lửa. Rồi chúc mừng hai con. Cảm ơn chú ạ. Hơi bóp mẹ nhỏ. Em nhớ không làm là những cái tuần trước thì lúc mà ban giám khảo nhận xét, Đức Vĩnh cười lên. Vậy hả? Cười lên. Hôm nay cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Lúc mà anh nói là cười tươi lên, vui lên. Cười tươi lên, nhưng mà nói trong miệng á chị. Em đứng đây em nghe, nhưng mà thật sự đúng rồi con. Đây, có Đức Vĩnh thì con cứ thoải mái đi, tại vì hai tụi con sẽ bổ trợ cho nhau, hiểu không? Mình là một cặp đôi, hai người tốt hơn một người chứ. Nha. Năng lượng chung, một tràng pháo tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Bye.
Và đó chính là Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Cảm ơn tụi con. Mở màn cho chủ đề này rất là đẹp luôn. Không biết là cảm xúc của chị Đăng Trang như thế nào ạ? Xin mời chị. Hai đứa con đúng là một cặp bạn thân, cùng nhau chia sẻ, ít nhất là trong chương trình này. Cô tin là sau này khi hai đứa lớn lên, tụi con xem những cái khoảnh khắc này, tụi con sẽ cảm thấy rất là tự hào về cái quãng thời gian mà mình đã trải qua. Các con đã có những trải nghiệm để các con có thể mài dũa đam mê của mình, phải quý trọng nó nha con. Ca khúc này vẫn là một cái bài hát rất là phù hợp với hai đứa con. Nó dễ thương, nó hòa quyện, hai đứa con hát nhẹ nhàng, chất giọng thì luôn luôn rất là đẹp. Và cái điều mà cô thích nhất ở hai đứa con đó là cái chất ngân của tụi con rất là quyến rũ, rất là hay. Có điều là Quỳnh Anh con phải tự nhiên hơn nữa nha con. Hôm nay là dễ thương lắm, cũng có thoát ra rồi đó, nhưng mà vẫn còn hơi e ngại, ngó qua ngó lại. Cố gắng coi như là phóng khoáng hơn với cái phong cách riêng của mình, cởi mở hơn nữa nha con. Nó sẽ giúp cho con không chỉ trên sân khấu mà trong cuộc sống nữa. Nó làm cho con suy nghĩ tích cực hơn về tất cả mọi thứ nha con. Hay cười nha. Chúc mừng hai đứa. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Thế không biết bài hát tình bạn vừa rồi có gợi nhớ gì cho anh Hồ Việt Trung về câu chuyện tình bạn của mình hay không ạ? Và bản thân á thì mình cũng rất là ít, vì cái công việc của mình nó nhiều. Chỉ có một số anh em trong nghề gọi là thân thiết, tối đi hát về rồi tâm sự với nhau, chia sẻ những cái sản phẩm mới của mình. Khi mà nghe hai con hát thì chú gợi nhớ lại lúc mà mình còn đi học luôn đó. Nghe nó dễ thương lắm. Còn riêng về giọng hát á, chú đã theo dõi hai con rất là nhiều. Và đặc biệt có một điều chú thích của hai con là tụi con hát được rất nhiều dòng nhạc. Một người mà hát rất nhiều dòng nhạc đó chị, nó rất là khó. Mà hai người cùng hát được rất nhiều dòng nhạc, mà cùng đúng, hát song ca với nhau nữa. Đó là cái duyên của ông trời cho hai con gặp nhau và để hát cùng với nhau. Đó là một điều rất khó. Tìm một người song ca với mình hợp đã khó rồi, hai đứa lại bây giờ hai đứa hát như vậy là đưa bài nào vô cũng hợp hết trơn á. Nghe mà nổi da gà luôn. Còn về bài hát lúc đầu thì cứ nghĩ là sao không có phần bè, nhưng mà lúc sau thì gần hết thì lại có. Còn giọng hát của tụi con thì không còn bàn cãi gì rồi. Chúc mừng hai con với tiết mục này. Cảm ơn chị ạ. Còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam xin mời anh. Sau này các con trưởng thành rồi thì cái khái niệm tình bạn nó là một cái khái niệm rất là đáng quý. Vì bên cạnh những cái tình cảm thân thương của gia đình thì mình đi ra ngoài xã hội, mình có những người bạn là những người mà không có máu mủ ruột rà gì với mình hết, nhưng mà đôi khi tìm được một người tri âm tri kỷ trong cuộc sống. Và đặc biệt là giống như chú đi, có nhiều cái tình bạn á, sau từ hồi còn đi học bây giờ vẫn còn. Và đặc biệt là có khó khăn gì trong cuộc sống thì đều giúp nhau một cách hết mình mà không đòi hỏi đó. Thì chú cảm nhận cái bài hát này, chú thì thích những cái phần bọ nhỏ của cả hai đứa, nó rất là tình cảm. Hôm nay hai đứa mặc hai bộ đồ có vẻ trẻ trung hơn, giống y chang chú kìa đó, y chang giống luôn chú luôn, giống chú luôn, chú đó nè. Bình thường chú cũng không hay mặc quần jean rách lắm đâu, nhưng mà hôm nay cũng muốn được trẻ trung cho nó hòa hợp với cái không gian đáng yêu này. Chúc mừng hai con và hy vọng là cái tình bạn này sẽ được duy trì không chỉ là cặp đôi của các con mà tất cả những cặp của các thí sinh khác. Cảm ơn chú. Anh Nam, anh Nam, mà em thích cái câu nói của anh Nam là những người bạn bè thân của Nam là không bao giờ anh Nam nghĩ cái gì, không bao giờ nghĩ vụ lợi gì hết. Đúng rồi. Em nghe câu đó em rất thích. Anh có thể cho em làm người em thân thiết của anh không? Yên tâm đi, em không có mượn tiền đâu sợ. Bây giờ mình kết làm bằng hữu phải không? Kết làm bằng hữu. Mà mình có cắt máu anh thề là cái gì không em? Em thiếu máu anh. Nói nghe nè. Đó, bây giờ nhận trả không được, cái này kỳ lắm. Bây giờ hai anh em thấy thì hồi xưa là cắt máu ăn thề với mấy con thì thôi chú nháy lấy cái hột xoàn. Tí, hai ông này ông nào cũng đeo hột xoàn. Đúng rồi. Thiệt á, ông nào cũng có hột, có quá trời hột luôn á. Không mấy thôi chị Trang, em với chị về với nhau đi chứ em có hột gì đâu. Chị cũng đâu có hột gì đâu. Chị bà hả? Ok, và chúc mừng cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh với tiết mục mở màn vừa rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ gương mặt tiếp theo. Này chị em ơi, tôi thì màu con Bạch nhật xưa trong ấy cho Chúa tiêu
trên con sức ít tuổi em. Mặt trời từng tức lặn dài rồi đi lưng thoáng trạng hoạng buốt bọc của giòn tiếng kêu xa gớm ghềnh kiếm đoạn trướng tất tà tất tưởi bước y phong dừa ngại ngần nề cái gì chỉ nợ nần nề thế gian gì ý xanh nước lý thời nước bia con trăng vẫn tròn em vẫn gió nè à ôi à, à, à say vẫn còn quay quay em sẽ giấc mơ say tình say người em thương say người em yêu đêm vui non nà thời nước bia con trăng vẫn tròn em vẫn gió nè à ôi à à ê say vẫn còn quay quay em say giấc mơ say tình say người em thương say người em yêu đêm phơi non khúc son với phần thể hiện của một thí sinh bé nhỏ của chúng ta nhưng mà giọng hát thì đầy nội lực. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì? Dạ con chào tám vị sáu vị ban giám khảo. Con tên là Nguyễn Đức Vĩnh. Bây giờ Nguyên Khang thấy là minh họa nhiều nhất, nào là có vũ trống rồi cầm quạt rồi có những cái biểu diễn phụ họa, đó là cặp đôi Bạch Gia Trang. Dạ xin mời chia sẻ. Quê con ở đâu? Quê con ở Bắc Ninh ạ. Ôi ôi, quê hương quan họ. Con thử con hát một câu quan họ thử coi. Ơi mang là mang con sao là tung phải tính là tính tình tình ô tình tình ta nghĩ. Sao sang sông tình bằng ai mang con sao sang sông ý. Bằng ai mang con sáo sang sông ý. Con ơi, quả đúng là như vậy. Chú đã từng tới Bắc Ninh trong một cái chương trình rất là đặc biệt. Và chú đã nghe các làng anh, làng chị nhiều thế hệ lớn tuổi rồi truyền cho thành những nhóm nhạc rất là hay. Chú nghĩ con sống trong cái lòng của Bắc Ninh, con đã ngắm âm nhạc từ khi chưa ra đời nữa kia. Vì cho nên tất cả những điều đó nó làm thành một cái rất là tự nhiên, mà nếu như con xin ở vùng quê khác làm sao con có thể làm được như thế này. Con ơi, cái sự đa dạng của con á, cái trữ lượng con rất là lớn. Vấn đề là cái tim của con nghiêng về bên phải hay bên trái là cứ chờ cũng biết được. Hợp luôn áo với cô luôn nè, hay ghê. Trời ơi, đại gia đình hợp dữ vậy. Đồng cảm ghê luôn á. Thì cô chỉ muốn nhắc cho con thêm, có thể là con không có biết, dân gian đương đại là chất của cô. Cô với chú đã lên trên đây có nghĩa là cô chú rất là muốn con về đội của cô chú ha. Thì nói chung sáng giờ cô bán hơi ế. Trời ơi.
Cô giỡn cho vui vậy thôi, để con đừng mà có căng thẳng. Cô Trang tưởng đâu một bé gái thì hả thì màu cái mở ra, ô anh Bạch ơi con trai. Trời ơi, nó rất là độc, rất là độc. Độc và lạ là cô đó. Thiệt sự con hát rất là hay. Cái đó là không có bàn cãi rồi, con hát khá là điêu luyện luôn. Thì chú có một bạn ở trong đội của mình tên là Quỳnh Anh. Cái vóc dáng cũng cỡ bằng con, giọng hát cũng đương đại như con. Và bây giờ bạn ấy chỉ lẻ loi một mình ở trong đội của chú thôi. Cho nên bây giờ nếu như mà con vào đội của chú và cô Thu Trang thì chắc chắn con sẽ có một người song ca với con thật là ăn ý. Con nghĩ sao? Chúc mừng. Cảm ơn ca sĩ Như Triệu Vũ. Nghệ sĩ Thu Trang có chia sẻ gì không ạ? Như trên. Như trên. Dễ thương nha. Cô xác định thêm một lần nữa để cho tụi con đừng có hoang mang. Có nghĩa tụi là chương nào? Trình là tuyệt đỉnh song ca nhí, nhưng vẫn có giải thưởng dành cho đơn ca xuất sắc. Con hiểu không? Cho nên tụi con vẫn có cơ hội phát triển tốt nhất có thể. Đó, cái đó mới là cái quan trọng nha con. Bây giờ sẽ là quyết định của Vĩnh sẽ thuộc về vị huấn luyện viên nào? Xin mời. Con phải tự quyết định nha. Là quyết định đúng. Vũ Trang, Vũ Trang, Vũ Trang. Cái ánh mắt bé hướng về. Vũ Vũ Trang. Đội của ca sĩ Dương Triệu Vũ và
Nghệ sĩ Thu Trang đã bấm nút. Bây giờ chúng ta làm quen với cô gái này tí xíu nha. Em tên gì? Dạ con tên là Trần Thị Quỳnh Anh, con 10 tuổi. Con đến từ Đà Nẵng. Quỳnh Anh 10 tuổi. Quỳnh Anh này, hôm nay Quỳnh Anh vào trong thành phố Hồ Chí Minh này đi thi cùng với ai? Dạ đi thi cùng với ba mẹ. Ba mẹ con đâu? Ba mẹ con. À vậy hả? Chú cũng có nghe nói một cái câu chuyện là cũng hơi là gia đình của con cũng có nhiều cái khó khăn đúng không? Con có thể chia sẻ cho mọi người được không? Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Hậu, là mẹ của bé Quỳnh Anh. Thời còn trẻ tôi rất đam mê ca hát, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không thể theo được. Đến khi lập gia đình phải lo cho các con, nên ngày càng xa rời ước mơ ấy. Ba Quỳnh Anh làm nghề thợ bạc, thu nhập cũng không được là bao, nên kinh tế gia đình khó khăn. Sinh từ trong bụng mẹ nên em không giống như các bạn khác. Em lại rất hay bị bệnh nên ở nhà con thường dành nhiều thời gian để chơi với em. Sau này có Quỳnh Anh, thấy bé có năng khiếu nên tôi đã truyền cảm hứng âm nhạc cho con. Bé rất đam mê ca hát nên học rất nhanh. Dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng con sẽ luôn cố gắng. Con sẽ dùng tiếng hát của mình để thực hiện được những điều mà mẹ con ao ước. Xin cảm ơn giám khảo đã tạo cho em một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Chú Vũ chọn con tới giây phút cuối không phải là tại vì chú không muốn chọn con, nhưng mà tại vì chú sợ phải giành với những cô chú khác, cho nên chú đợi tới cái giây phút cuối cùng mà chuẩn bị cái nhạc nó đứt đi là chú đã gạt cái cần để chọn con. Và con đúng rất là đặc biệt, tại vì con nhỏ nhắn, xinh xắn, có giọng rất tốt. Cho dù cái phần bài hát của con nó chưa có được hoàn hảo, nhưng mà chú nghĩ là chú sẽ giúp con tốt hơn. Con có đồng ý vào đội chú không? Hôn chú gái coi. Cái bé này có một cái tài năng khác nữa, đó là hồi nãy thì cứ thắc anh cứ thắc mắc là anh em mình giao lưu với nhau ở ngoài thì anh biết là em có cái khả năng khác, tại sao em không chọn cái dòng nhạc là dân gian đương đại mà anh em mình nói chuyện với nhau để thể hiện. Thì hôm nay là trên sân khấu anh muốn em thử một chút cái thể loại dân gian đương đại để cho các vị huấn luyện viên biết được cái khả năng của mình được không? Cái thêm tiếng khóc của em bằng đôi môi ai, bàn tay lạ cha chảy xước nụ cười đến đầu. Về đi anh, ngày dài cả hơn một mùa. Cài thêm em, những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Cài thêm em, cái những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Hay quá. Được cảm ơn đội của ca sĩ Dương Kiều Vũ và nghệ sĩ Thu Trang. Cùng tiến tới nhau hoài.
cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền tuồng ít sánh văn minh, đời nối đời, nghề nối nghề, bao bậc tiền nhân đã dày công gầy dựng, thế hệ trẻ các con nhớ giữ gìn và phát triển. Đẹp quá, quá.
sao. Bóng mây sánh đôi bóng núi, con chim nhạc hát điệu tình quê. Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhú lên bến cảng quê hương. Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao bay rồi, bước ra đi. Tao nói tụi bay rồi, mẹ của tụi mày chết đi ha. Thì giờ còn lỡ cái gì khóc, tao chưa nói làm gì khóc. Còn cha mày á thì ra ngoài biên cương để trấn ải biên thùy ha, để lại cho tao. Tao giữ hai đứa tụi mày, tao mệt quá, chỉ có cái việc là nấu cơm nè, rồi giặt đồ nè, rồi ra đồng nè, lo cho trâu bò heo ăn nè, nhiêu đó cũng không làm được. Không làm được nữa mày. Hả? Đau quá. Đau gì? Hả? Chị ơi, đau ơi. Ơi. Con đau quá. Vô đây cho mày hiểu. Vô đây cho mày hiểu. Buông ra. Nói chị em mày buông ra. Đứng qua đây. Tao đã nói rồi ha? Phải làm cho đúng đàng hoàng nha. Phải đi ra ngoài đồng ăn chăn trâu cho heo ăn, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ nghe chưa. Cái con kia giòn là thấy ghét cái mẹ mình à. Tao đi ra ngoài có một chút xíu công việc, tao trở về mà nếu công việc nhà không xong đó ha, là tụi bay chết với tao nghe chưa. Tin tin đi cưng. Ai ơi, nãy sao á, em làm đúng hay làm sai gì á, cũng bị gì đánh đòn á vậy? Hay không biết nữa, chắc có lẽ vì nhớ thương cha nên vì có chút bực bội. Mà em nè, bổn phận mình là con á, dù gì có đánh đòn bao nhiêu đi nữa em cũng không được cãi lại lời gì nha em. Em không chịu đâu, kể từ ngày
mà cha cưới dì về làm vợ. Hễ mà có mặt cha thì dì làm bộ thương yêu chăm sóc cho chị và em. Còn khi cha đi xa thì chị và em bị ăn đòn tét đít luôn. Người lớn sao kỳ ơi. Cha ơi, sao cha đi lâu quá không về? Mẹ ơi, sao mẹ sớm bỏ hai con để người ta hành hạ hai con vậy mẹ? Em ơi, em đừng khóc nữa cho lòng đau. Hai đầm đây gói tay lên đầu chị ru ngủ, tiếng ru ơi à. Bao đắng cay xin dành cho mình chỉ riêng mang. Em ơi ngủ ngon ơi à, từng ngày con ngóng chờ về mà và về mơ. Lời ru của chị thay mẹ thay cha chỉ cất tiếng ru. Nơi cõi xa kia mẹ sẽ luôn thương nhớ chị em mình. Rồi mai đây khi em thức dậy cha sẽ trở về. Sẽ thấy mẹ về. Không, em không ngủ, em muốn được gặp mẹ. Em nè, hồi tối hôm qua chị gặp mẹ. Ủa, thiệt hả hai? Ừ, mẹ nói là hôm nay là sẽ về gặp em. Vậy hả hai? Vậy tối nay chị em mình được gặp mẹ rồi. Không, mẹ nói với hai là đêm nay á chỉ muốn gặp có một mình em thôi à. Ủa sao kỳ vậy? À, thì tối hôm qua mẹ gặp chị, mẹ nói là mỗi đêm á chỉ được gặp có một đứa con thôi à. Ý, vậy mau nhắm mắt lại ngủ đi, mẹ sắp về tới rồi đó. Vậy hai, em nhắm mắt lại nha. Nhớ
nhắm mắt lại nha, không được hí hí á. Mẹ sắp về tới rồi đó. Mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi. Tất lực. À, mẹ về. Tất lực, con đừng chạy tới bên mẹ, vì mẹ chỉ về đây với con qua làng sương mộng mà thôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Không có mẹ, không có cha bên cạnh, vì mẹ đánh con quá trời luôn. Cái đầu con bây giờ còn sưng nguyên cục luôn nè mẹ. Ở nơi xa, mẹ luôn thương.
lực. Sao con lại nói vậy? Sao con lại nói là đêm nay sẽ không còn gặp mẹ nữa? Chị ơi! Em 10 tuổi rồi chị. Em biết chị là mẹ và mẹ là chị. Tinh lực em ơi, của chị. Chị ra đây với em đi. Chị đừng giả mẹ nữa. Em hứa từ nay em sẽ không đòi mẹ nữa đâu. Vì em biết mẹ sẽ không trở lại với chị em mình nữa đâu. Khỏe nha nội. Nội ơi, con mới mua thuốc cho nội uống nè. Nội cố gắng uống cho mau hết bệnh nha nội. Tụi con biết nội bệnh gì đâu mà mua thuốc vậy? Dạ, con chạy ra ngoài tiệm thuốc á. Con nói là nội không có chịu ngủ, đêm nào nội cũng ho nhiều lắm, cho nên người ta bán gì cho con nè nội. Giỏi. Tìm nội nè nội. Dạ con chào bác. Bác cho con hỏi bác có phải là bà Bảy không? Mày khùng hả? Đã bác mà gọi bằng bà Bảy là sao? Mấy chú gọi tôi bằng gì cũng được. Dạ bác, có người nhờ con giao cái tivi này cho bác. Ai? Mày hay đứa làm gì mà ham hố tivi như vậy? Người ta coi thường mình rồi sao? Dạ dạ. Ổ cắm trong này nè hai anh. Vô cắm lẹ cho tụi em có tivi coi nha. Nè, đồ bấm nè em ơi. Ai? Dạ. Hai chú. Thôi tụi con giao tivi rồi, tụi con về không luôn nha. Hai chú. Tôi không có nhận ạ. Không có nhận đồ nội của ai gửi đâu nghe. Nội lại coi tivi đi nội. Không á. Thì nội cứ lại coi đi. Ủa? Sao rà này đài nãy giờ mà không thấy cái kênh mình yêu thích ta? Hay lên YouTube á, rà hoài là có hả? Rồi. Đến phương Nam đồng ca sông sông nước chảy, nghe một tiếng hồ ơ từ đêm bao giờ. Đến phương Nam đồng ca từ xa vô cường, nghe từ cô hồ khoan vượt qua bên sông. Tiền khổ cháy tôi có ai yêu ta, nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, đò đầy trong cơn men đắng, ôi đời đầy lắm phong ba, ước mơ chỉ là mơ thôi. Nguyễn Cần, giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên đời ba, vài ba đứa lẻ lắm hương theo anh là thành đám cưới em với người ta. Tắt đi, tắt đi. Dạ nội ơi, tụi con xin lỗi nội, muốn tụi con không dám coi tivi nữa đâu. Nội đừng giận tụi con nha nội. Tụi con không có lỗi gì hết,
Lỗi là ở nỗi đây nè. Nội đã không giữ được thằng Thành bên nội, để bây giờ nó không còn là thằng Thành của nội nữa rồi. Mà nội ơi, con có thắc mắc này, cái tivi này á là ai cho nhà mình vậy nội? Không chỉ cái tivi này mà cả cái ngôi nhà này đều là tiền đi hát của thằng Thành nó gửi về. Thành ơi, nội xin lỗi con. Chính nội đã đẩy con vào đời sớm, để con vô tình đánh mất tuổi thơ. Từng tiếng hát lời ca của một thời thơ ấu, đây đã không còn nữa. Nó đã trở thành công cụ kiếm tiền của sự bon chen. Nội ơi, nội đừng có tự trách mình nữa. Mấy đứa em với con á hiểu tấm lòng của nội mà. May mốt quá em thành hết hợp đồng với bầu xô á, sẽ trở về với nội và anh em tụi con. Nội đừng có lo nữa nha nội. Thôi tụi con đi ngủ đi, đi ngủ sớm đi. Dạ, nội ngủ ngon nha nội. Ngủ nha nội. Nội ơi, con trốn về thăm nội nè nội. Nội cho con đứng đây nhìn nội một chút nha nội. Con chỉ nhìn một chút thôi, rồi con sẽ đi. Nội đừng rầy con nha nội. Nó đi rồi, nó đi rồi. Ngày kia không phải theo người là xa mà rời dòng.
tai thiết tha của nỗi, để bao nỗi nhớ thương hằng sâu mãi trong lòng. Nhớ nỗi nhớ anh em, rời xa vòng tay con trẻ, nhưng vì nỗi muốn con đổi đời nên phải xa con. Rồi bên sông quê con mang theo bao ước vọng tương lai, ước vọng của con cũng là ước mơ của nội. Bởi nỗi mong sao một ngày con nổi tiếng, về cùng nội chăm lo cho nó học. Nội ơi bây giờ đã khác, con không thể hát những bài nội dạy khi xưa. Con đã không làm tròn ước mong của nội nên không dám quay về thăm nội thăm anh em. Thành ơi, mấy đứa ơi, tụi con ơi, nội nghe hình như có tiếng của thằng Thành. Nó về. Thành ơi con về thăm nội, thăm mấy em phải không? Vào đây với nội đi. Nội bán nhà bán đất nội đền cho người ta, về với nội đi. Sông con đò con đây, nơi là quê có Thành ơi con sẽ về nơi đây để nghe câu hò dặn nói xin lỗi con.